Ngũ Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh bán nhà chính chủ Sài Gòn ha. Thì hôm nay Ngũ Hoàng sẽ review cho cô chú anh chị mình một cái vị trí ngôi nhà nằm ở phường Phú Trung, quận Tân Phú. Nhà mình là ở đường Âu Cơ mình đi vào nha cô chú anh chị. Thì hiện tại Ngũ Hoàng đang đứng ở đây là vị trí đường Khuôn Việt ha. Ở đây thì cô chú anh chị mình đi xe hơi, xe tải đồ, mình ở ngay chỗ góc này nè. Mình đi xe hơi, xe tải đồ cực kỳ tuyệt vời luôn. Nhà mình thì mình sẽ đi là mặt tiền đường của đường Âu Cơ mình đi vào, hoặc là mình đi cái đường Khuôn Việt này mình đi vào của chú anh chị ha. Thì hiện tại thì Ngũ Hoàng đang có mặt tại một cái vị trí đường Khuôn Việt nè. Đường này thì nó có độ rộng là 6m, chưa tính lề đường hai bên. Chưa tính lề đường hai bên nha. Và cái căn nhà mà Ngũ Hoàng sắp review cho cô chú anh chị mình đó là nhà một trệt, một lửng, hai lầu nha cô chú anh chị. Một trệt, một lửng, hai lầu ha. Nhà mình thì sàn bê tông nha. Trên sổ thể hiện là sàn bê tông, nhà là hạng cấp 2. Nhà hạng cấp 2 nha cô chú anh chị. Và căn này á, Nguyễn Hoàng nói ra cái mức giá thì cô chú anh chị mình cũng khá là bất ngờ ha. Hiện tại chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng với cái mức giá là 1.300.000.000 ha. Giá này thì vẫn còn bớt nha cô chú anh chị. Nhà kết cấu một trệt, một lửng, hai lầu ha. Ở khu vực này là cô chú anh chị mình đi xe hơi tới đây nè. Đó, nhà mình thì xe hơi không có vô được tới tận nhà, nhưng mà vô tới đầu ngõ nhà mình là được nha. Nhà mình nằm ở đường Âu Cơ thuộc phường Phú Trung, quận Tân Phú nha. Thì bây giờ Ngũ Hoàng sẽ đi vào bên trong ngôi nhà để cho cô chú anh chị mình xem ở khu vực ở gần đây trước. Và sau đó thì Ngũ Hoàng sẽ đi vào bên trong ngôi nhà ha. Nhà thì hiện tại chính chủ đang ở. Ngũ Hoàng xin phép cô chú anh chị mình là Ngũ Hoàng sẽ che địa chỉ lại ha. Thì cô chú anh chị nào mà đang có nhu cầu thì mình có thể liên hệ Ngũ Hoàng để Ngũ Hoàng dẫn cô chú anh chị mình qua xem ha. Tại vì nhà chính chủ đang ở cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình cũng thông cảm cho Ngũ Hoàng nha. Đó, mức giá là 1.300.000.000 nha cô chú anh chị. Đây, cái con đường này nè, đường rộng 6m nè, cô chú anh chị mình đi xe hơi tới đây luôn. Đó, đi xe hơi tới đây và sau đó thì mình đi bộ vài bước chân là mình vô tới cái vị trí ngôi nhà của mình. Ở khu vực ở đây á, thì xây nhà cao tầng của chú anh chị nha. Đó, cái khu đường quận đường này nè. Đường này nè cô chú anh chị mình thấy không? Đường Khuôn Việt này của chú anh chị mình thấy nhà xây 4 tấm, 5 tấm không nha cô chú anh chị. Khu vực này thì xây rất là cao tầng luôn. Ở đây thì gần ngay cái chỗ trụ khu phố 3 luôn nè, khu phố 3 nè ha cô chú anh chị. Nhà mình thì gần bệnh viện quận Tân Phú nè ha. Rồi gần ngay chỗ trường đại học Văn Hiến ha. Rồi giờ Ngũ Hoàng sẽ đi vào bên trong ngôi nhà để cho cô chú anh chị mình xem. Nhà có sổ hồng riêng nha, hoàn công đủ một trệt, một lửng, hai lầu luôn ha. Công nhận đủ luôn nha. Hoàn công là công nhận luôn nha cô chú anh chị. Đây, khúc này cô chú anh chị mình đi xe hơi được nè. Đó, góc này thì cô chú anh chị mình sẽ đi ra cái mặt tiền đường của đường Âu Cơ ha. Hướng này nha, hướng này mình ra mặt tiền đường Âu Cơ. Còn cái hướng ngược lại này nè, là mình sẽ đi ra đường Khuôn Việt nè. Đó, ra đường Khuôn Việt khúc này ha. Thì vị trí ngôi nhà của mình á, thì xe hơi vào đến tận đây được nè. Xe hơi của chú anh chị nào mình có xe hơi á, mình đi đường Khuôn Việt mình vào đến tận đây. Ở đây thì cô chú anh chị mình đi xe hơi vào đến tận nhà luôn ha. Tới tận đây thôi. Tới tận khúc này thì cô chú anh chị mình đi xe hơi được nè. Đó, xe hơi thì mình tới đây cái mình quay đầu xe cũng được ha. Chẳng hạn như xe 7 chỗ thì cô chú anh chị mình có thể quay đầu được nè. Xe 4 chỗ thì mình quay đầu vô tư rồi. Đó, thì mình chạy tới đây mình dê cái đít vô đây thôi. Dê cái đít vô đây nè. Hoặc là mình móc cái đầu qua bên kia mình dê cái đít qua đây ha. Rồi mình sẽ chạy ra ngược lại cái hẻm đó nha cô chú anh chị. Mình ra lại cái hẻm đường Khuôn Việt á để mình đi ra nha. Thì đường đó là đường xe hơi ha. Đó, vị trí bên trong đây. Thì nói chung là xe hơi mình cũng có thể vào đến bên trong đây được nè. Vào bên đến tận trong đây được luôn ha. Nếu mà xe hơi nhỏ nhỏ nó không gồ ghề thì mình cô chú anh chị mình có thể đi vào đến tận bên trong này luôn. Thì cái căn nhà mình Ngũ Hoàng sắp review thì nó sẽ nằm ở bên trong này nha. Ở nhà thì kết cấu là một trệt, một lửng, hai lầu nha cô chú anh chị. Thì cái hẻm này là hẻm cục nè. Hẻm bên trong này là hẻm cục. Còn hẻm này cũng là hẻm cục ha. Thì nhà mình hai hẻm, hẻm nào cũng là hẻm cục hết. Nhưng mà đường cái là thoáng nha. Ở bên trong đây thì có khoảng cỡ chừng là 5 căn nhà thôi nha cô chú anh chị. Thì cái căn của mình đó là cái căn một trệt, một lửng. Một trệt, một lửng, ba hai lầu nha. Đây, căn của mình đây ha. Đó, căn này là căn của mình nè. Để Ngũ Hoàng qua bên đây quay cho cô chú anh chị mình thấy cho nó rõ hơn nè. Đây. Đây, nhà của mình đây ha. Cái bên trong thì sẽ có một khoảng không gian lửng. Là lầu 1 nè, rồi lầu 2 ở bên trên nè. Đó, nhà mình là được công nhận đủ luôn nha. Công nhận đủ luôn. Tổng diện tích đất của nhà mình là 7,8 m2. Diện tích xây dựng là 7,8 luôn ha.
Còn cái diện tích sàn của nhà mình là công nhận đủ một trệt một lửng, hai lầu luôn, là 27,5 mét vuông nha. Công nhận nha, chứ không phải là không được công nhận nha cô chú anh chị. Nhà thì hiện tại đang có cái hướng chánh là hướng Tây Nam nha. Nhà có sổ hồng riêng, có giấy chủ quyền không? Nhà mình thì hiện tại đang thuộc đường Âu Cơ, hẻm đường Âu Cơ, thuộc phường Phú Trung, quận Tân Phú ha. Đây đường trước nhà của mình đây. Đường trước nhà của mình thì rộng tầm khoảng cỡ chừng là 2 mét, thì cô chú anh chị mình đi xe hai chiếc xe máy là né nhau là thoải mái nha. Thì bên trong này thì còn khoảng cỡ chừng là 4 căn nhà nữa nè, 4 5 căn nữa nè. Ở khu vực bên trong nè. Ở nhà thì không lỗi phong thủy nha, tất cả là ok hết nha cô chú anh chị. Đó, bề ngang của nhà mình đó là 3m1. Đó, ngang thì 3m1, tính từ đây qua đây nè, 3m1 nè. Trải dài vô trong á là 2m76 ha. Đó. Góc này thì trải dài vô là 2m76 nè, khúc này ha. Còn khúc bên này thì 2m2. Nhưng mà đặc biệt á là ở bên trên lầu của nhà mình á là cái ban công này đua ra được thêm 8 tấc nữa. Là bên trên của nhà mình là chiều dài nó sẽ ra là 3m rưỡi, 3m56 nha. À, một bên 3m56 và một bên là 3m ha. Bên này sẽ 3m. Và bên bên góc tường bên này là sẽ là 3m56 nè. Và đặc biệt đó là nhà mình là công nhận đủ nha, hoàn công đủ nha, hợp lệ hết. Đó, cô chú anh chị nào mình muốn đổi sổ hay là mình muốn cập nhật hay gì là mình thoải mái hết nha, không có bị sai hiện trạng hay cái gì hết. Nói chung là ok hết nha cô chú anh chị. Đó, ngôi nhà này thì cũng có thể cho vay được nha. Ngân hàng cho vay khoảng cỡ chừng được 500 á cô chú anh chị. Đó, mức giá của mình thì nói chung là vay được nữa là tuyệt vời rồi cô chú anh chị ha. Đó, thì khu vực này thì anh chủ cũng có thiết kế là tủ lạnh nè, khu vực bếp nè ha, cửa sổ bên tay phải của Nguyễn Hoàng đây. Thì mặt tiền thì anh chủ làm hai lớp cửa nè. Đó, một lớp cửa sắt không lá nè và một lớp cửa sắt kính ở bên ngoài nữa, là hai lớp cửa ha. Đó, lớp cửa bên trong và lớp cửa bên ngoài rất là chắc chắn luôn. Ở khu vực lửng của nhà mình đây, lửng của nhà mình thì nó nằm ở đây nè. Hiện tại thì lửng thì cô chú anh chị mình lấy cái thang á, ở mình đi lên ha. Thì hiện tại ảnh cũng có là một cái thang xếp ở đây nè, để anh đi lên khoảng không gian lửng. Lửng này là ảnh đúc, ảnh đổ giả nha cô chú anh chị, đổ giả nè, rất là chắc chắn luôn. Cái tủ, cái máy giặt mà ảnh để trên đó là cô chú anh chị mình cũng sẽ biết rồi ha. Đó, thì cô chú anh chị nào mà mình công năng mình sử dụng thiếu á, thì mình có thể lấy khoảng không gian lửng này để làm thêm một phòng ngủ nữa nha. Ở bên dưới thì khoảng không gian bếp nè, rồi tủ lạnh nè ha, kệ để chén nè. Đó, khoảng không gian đây. Bên này là 2m76 của chú anh chị mình nha, bên kia là 2m2. Rồi giờ Nguyễn Hoàng sẽ đi lên lầu 1 cho chú anh chị mình. Ở lầu 1 bên trên ha, thì cầu thang thì ảnh thiết kế là cầu thang sắt nè. Ở bên trên cầu thang sắt ha. Lên bên trên á thì cái phòng nó sẽ rộng ha. Tại vì ảnh đua được cái 8 tấc á, cái 8 tấc ở đây nè. 8 tấc ở đây thì ảnh đua ra luôn và trên sổ có công nhận luôn nha. Có hoàn công luôn nha cô chú chị. Thì cái nhà này hồi xưa ảnh cũng có xin giấy phép ha. Ở xin giấy phép xây dựng nha, nên nhà mới hoàn công và được công nhận nha cô chú chị ha. Thì cái lầu 1 này thì ảnh sẽ làm hai cái ô cửa sổ, một ô bên phải và một ô bên trái. Khu vực ở lầu 1 này đó thì ảnh thiết kế là vừa là phòng ngủ và vừa là phòng để xem tivi hoặc là giải trí cô chú anh chị. Ở bên dưới thì ảnh để nấu ăn với lại ảnh để xe thôi. Còn mà sinh hoạt thì ảnh lên đây ảnh sinh hoạt ha, coi tivi hay là gì đó thì ảnh sẽ lên đây ha. Đó, ở bên đây ô cửa sổ nè. Ở nhà ảnh dán rất là đẹp, nhớ chung mà nhà còn mới lắm. Cô chú anh chị nào mình đang có con em đang đi học ở gần ngay trường Đại học Văn Hiến nè, trường Đại học Công nghệ Thực phẩm á, ở Lê Trọng Tấn á, thì căn này phù hợp ha. Với lại á, nhà mình thì ở quận trung tâm quận Tân Phú. Cô chú anh chị mình có con em đang đi học ở các quận khác á, thì mình từ đây mình ra nó cũng gần nè. Khu vực này mình ra gần ha. Rồi cầu thang để mình đi lên đây. Đi lên trên đây là mình đi lên lầu 2 nè. Rồi cái lối này thì mình sẽ đi vô cái khoảng không gian này là không gian toilet ha. Đó, toilet của lầu 1 nhà mình đây. Đó, toilet rất là rộng nha. Gạch thì ảnh ốp cao ráo lên tới bên trên luôn nè. Ở căn này của chú anh chị nào mình mua về mình ở là tuyệt vời luôn nha cô chú anh chị. Nhà có sổ hồng riêng, có giấy chủ quyền hồng đầy đủ nha. Đó, khoảng không gian này của chú anh chị ha. Nhà này cực kỳ rộng luôn của chú anh chị. Để ông Hoàng sẽ mở cái thông tin sổ cho cô chú anh chị mình xem. Rồi cô chú anh chị mình đợi tí nha.
Đó, thông tin sổ đây. Rồi để Hoàng đi lên lầu 2 rồi giới thiệu lầu 2 xong rồi cái bắt đầu của Hoàng đi xuống tầng trệt để lấy thông tin sổ ra cho cô chú anh chị mình xem ha. Đó thì khoảng không gian lầu 2 đây. Thì mỗi lầu ảnh thiết kế là ảnh thiết kế có tủ máy lạnh hết ha, có đường ống máy lạnh hết rồi. Cô chú anh chị nào mình về thì mình cứ sử dụng, mình thiết kế theo cái đường ống của ảnh thôi là mình sử dụng ha. Nhà này là ảnh chỉ bán nhà thôi nha, ảnh không có để lại nội thất nha cô chú anh chị. Đó, nên cô chú anh chị mình thông cảm ha. Đó, cái nào ảnh nói thì ảnh để lại nha, còn mà không không có cái nào thì ảnh lấy đi hết nha cô chú anh chị. Đó thì khu vực ở lầu 2 của nhà mình thì sẽ có một cái khoảng không gian cửa đó, và cũng có làm một cái sino ở bên ngoài để cho cô chú anh chị mình phơi đồ ở bên ngoài ha. Đó cái cửa nè, cửa sắt kính nè ha. Rồi bên tay trái này thì sẽ có khung bảo vệ nè, có cửa sổ nè. Máy lạnh thì anh đã thiết kế ở đây, thì sau này cô chú anh chị mình về mình thiết kế ngoài đó là mình để cục nóng ngoài đó luôn ha. Ở đây thì ảnh ốp miếng dán tường nè, rất là đẹp luôn. Đây khu vực sino của mình đây, rộng rãi cho cô chú anh chị. Đó có khung sắt bảo vệ đầy đủ hết. Đó cái phòng bên trên, phòng này phòng lầu 2 nha. Đó khu vực này nha cô chú anh chị. Ở bên trên thì có la phong nè, rồi hệ thống đèn chiếu sáng âm nè ha, cực kỳ sáng luôn. Đó tủ ảnh cũng thiết kế bên trên này luôn rồi. Nhà mình là tổng cộng là tính ra là 3 phòng ngủ nha, và một cái toilet nằm ở dưới lầu 1 nha. Đó thì nhà hiện tại đang có hướng chánh là tây nam. Nhà mình thì có sổ hồng riêng, có giấy chủ quyền hồng, hoàn công đầy đủ nha. Thì bây giờ ông Hoàng sẽ đi vô xuống tầng trệt rồi sau đó thì mở cái sổ ra cho cô chú anh chị mình xem ở bên trong nha. Đó, căn này thì ông Hoàng xin nhắc lại là nhà là ngang 3m1 và chiều dài một bên này là 2m76 nè, và bên này thì 2m2, nhưng mà lên tới lầu 1, lầu 2 thì sẽ nở ra, sẽ dài ra ha, dài ra là 8 tấc nữa, là bên này sẽ là 3m56 và bên này là 3m nha. Đó, nhà mình nhà nở hậu luôn nha. Nhà hướng tây nam. Đó, kết cấu thì một trệt một lửng, hai lầu. Đó, nhà có sổ hồng riêng, có giấy chủ quyền hồng, mua bán thì mình ký công chứng sang tên ha. Rồi nhà hướng tây nam thì đường trước nhà của mình là đường rộng 2m nha cả nhà mình. Đó, 2m ha. Thì mức giá mà anh chủ ảnh đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng là 1.300.000.000 nha. Đó, cô chú anh chị nào thiện chí thì mình cứ qua mình gặp, mình liên hệ Nguyễn Hoàng, rồi Nguyễn Hoàng sẽ qua dẫn cô chú anh chị mình qua xem nhà và gặp trực tiếp chính chủ để mình nói về giá cả với lại sổ sách, cho xem sổ sách luôn ha. Sổ thì hiện tại là ảnh đang để ở nhà luôn nha cô chú anh chị. Sổ là sổ ở nhà nha, chứ không có vay ngân hàng nha cô chú anh chị ha. Thì nhà này có vay ngân hàng thì khoảng cỡ chừng là được 500 ha. Đó thì bây giờ cô chú anh chị mình cùng xem sổ với Nguyễn Hoàng nha. Thì cái thông tin sổ của nhà mình nè cô chú anh chị, thì nhà mình là hiện tại là đang thuộc đường Âu Cơ nè, thuộc phường Phú Trung nè, quận Tân Phú nè ha. Thì cái tổng diện tích đất của nhà mình là 7.8 m² nè ha. Ở nhà mình thì đất ở tại đô thị lâu dài nha. Rồi diện tích xây dựng là 7.8 m² luôn nè cô chú anh chị. Đó, tổng diện tích sàn của nhà mình đây 27.5 m² ha. Nhà mình thì tường gạch nè, sàn bê tông nè ha. Đó, nhà hạng cấp 2 nè. Số tầng là 3 nè, là một trệt một lửng nè. Lửng nè cô chú anh chị, và hai lầu ha. Hai lầu bên trên. Ở nhà thì hiện tại là đang có cái hướng là tây nam nè cô chú anh chị. Khu này thì lộ giới là chưa có nha cô chú anh chị ha. Lộ giới nhà mình là khu này hiện hữu nha, không có lộ giới nha. Rồi, bên này là thông tin về cái diện tích của nhà mình đây. Đây. Hẻm hiện hữu nè cô chú anh chị. Này cái bề ngang nè, 3m1 nè. Bên này là bên này là dài 2m2 nè, bên này là dài 2m76. Nở hậu ra là 3m2 nha. Đó, bên cái lửng của nhà mình công nhận luôn nè. Rồi lầu 1 công nhận luôn nè. Lầu 2 nè công nhận luôn ha. Đó thì cái khoảng không gian này cô chú anh chị mình thấy không? Cái này là nở ra dài ra được 8 tấc nè, nên cái bề dài của cái này là 3m56 nha. Đó thì Nguyễn Hoàng xin nhắc lại là cái giá của mình là hiện tại là 1.3 nha. Thì cô chú anh chị nào quan tâm liên hệ Nguyễn Hoàng nha, với cái số điện thoại 0799 211 363 ha. Và để Nguyễn Hoàng sẽ qua dẫn cô chú anh chị mình qua gặp trực tiếp anh chủ để mình trao đổi cái sổ sách ha. Đó, thì cô chú anh chị nào quan tâm thì liên hệ Nguyễn Hoàng. Còn nếu mà cô chú anh chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm cái vị trí bất động sản này, mình có thể chia sẻ cái video này ha, để cho bạn bè người thân biết cái vị trí bất động sản này, giúp cho chủ nhà bán được nhà, cũng giúp cho người mua mua được cái căn nhà nha cô chú anh chị.
Rồi hẹn cô chú anh chị mình ở clip tiếp theo nha.